Nhưng nếu cô muốn đổi nghề thì tôi phải nói rằng đây là công việc hoàn hảo với cô. Cái gì vậy má? Má đang làm cái gì vậy? Tết không tiền. Tết không tiền. Tết này tôi không có lì xì, tôi sẽ khóc. Như gì nữa? Tết tiền. À, đi đó, chung rồi đó. Tết này mà tôi không có tiền lì xì thì tôi sẽ khóc khu khu. Tết này mà tôi không có tiền lì xì tôi sẽ khóc hu hu. Không, giống. À, ý là giống lại, thử nói lại. Tết này mà bị người yêu bỏ tôi sẽ khóc và không có tiền tôi sẽ khóc. Còng. Bẻ. Còng có ô hay không? Còng ô. Còng ô, còng. Bẻ. Còng, bẻ, quỳ. 10 giây. Các bạn nhìn tôi giống cong không? Nhưng mà đừng có bẻ tôi nha. Vì tôi rất thẳng, tôi quỳ lạy các bạn đấy. Ôi ghê. Bây giờ đó đâu. Cong. Ờ, kia ơi, không biết em có cong không? Chị thích em quá à. Nếu như mà em có cong thì em nói chị để chị bẻ em nha. Chị thích em lắm á. Em không thích chị là chị quỳ lạy em. Nhưng mà hơi mâu thuẫn nha, công thì công mình phải chịu. Ok, vậy đi. Ok, ok. Cũng có ý nghĩa. Ok, được. Xì là cái gì? Xì khó à. Không liên quan với nhau luôn á. Thiệt luôn. Nếu mà em sẽ hỏi câu khó, anh sẽ đá em. Xì là cái gì? Em đừng có xì anh. Em có tin không? Ờ, đó có liên quan đá. Đá kiếm dữ lắm rồi. Nhưng mà đá là cái gì? Nó không có liên quan với nhau. Đá gì? Chơi khó khách mời ghê. 18 cộng. Chị Tư Hà có hay xem phim 18 cộng không? Nếu chị em mình thân thì hay xem. Cái câu cuối cái gì nữa nhỉ? À, nếu chị thấy xa cách thôi không phải xem 18 cộng chung với nhau nữa. Ghê ta. Giỏi. Ngày xưa giỏi văn lắm nè. Em là chắc em thua rồi đó. 18 cộng đúng không? Chị chưa có đủ, chị chưa có đủ tuổi 18 cộng, em đừng có lo xa như vậy. Rồi gì nữa, thân đúng không? Em với chị chưa có thân nhau đâu, em sao mà em đủ chị xem được. Còn từ xa nữa mà đúng không? Xa rồi. À xa rồi. Thảo là một người rất là thích em bé. Nên là Hảo thường hay gặp em bé là Hảo sẽ hay bế là hay hôn, hay bế là hay hôn em rồi xong rồi kiểu là lên trên giường sẽ kiểu ôm em rồi ngủ cùng em. Đơn giản. Bế gì? Bế giường rồi hôn. Mình đừng 18 cộng nha. Mình là một người rất thích 18 cộng và nếu mà mình có người yêu thì mình sẽ bế người yêu lên và cho lên giường và hôn. Bây giờ nói giận là đừng có 18 cộng. Ông bế người ta lên giường luôn. Trời ơi, má nóng bỏng rồi. Nhật. Thường Nhật thì mẹ ở nhà hay nấu cơm, còn em với lại em gái thì phụ mẹ lặt rau. Mỗi lần sinh nhật mẹ thì mẹ luôn hỏi Kiên rằng là sao không dẫn bạn gái về. Như con người đây hả, hỏi đây được không? Trời ơi, quá khùng ơi, chúa. Cậu bạn Lý. Cái ly. Em thấy. Cậu bạn Lý. Nó chửi á. Không, chị gọi đi, chị gọi đi, chị gọi đi. Bíp 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 nha. Đây mở loa. Câu hỏi đầu tiên. Khách hàng là một ngân hàng loại An. Không được. Chứ không nghe máy đâu. Giờ này không có nghe đâu. Nè, câu hỏi của em là khách hàng là một ngân hàng loại A đang tìm kiếm một. Ok.
Khách hàng là một ngân hàng loại E đang tìm kiếm một nhân viên mới cho chi nhánh London để phụ trách mảng phân chia nợ tài chính của họ. Ồ vâng, tôi đáp là thông minh. Tôi không rõ là cô đã thạo được nguyên nguyên lý kinh doanh trên lệch nhất linh của châu Âu. Tất nhiên, tôi trả lời đầy tự tin. Tôi đã viết bài về vấn đề này năm ngoái. Điều này không hoàn toàn thật, nhưng lúc nào tôi cũng có thể đọc sách về cái này được. Đúng mà nhỉ? Chắc chắn là tôi không buộc cô phải giải quyết gì cả, cô ta nói. Nhưng nếu cô muốn đổi nghề thì tôi phải nói rằng đây là công việc hoàn hảo với cô. Cái gì vậy má? Má đang làm cái gì vậy? Thôi em mệt quá. Tại vì em đang live stream nhưng mà em chơi thua một kiên. Bây giờ em gọi vậy nha, bye bye. Chúc cầm ma lớp yêu. Trời ơi, đang mở loa hay sao? Có rất nhiều người nghe luôn á mọi người. Đó rồi, chứ em gọi đúng người quá rồi. Bye bye chị, lớp giao. Mọi người rất khó khổ cho. Cái gì với mẹ? Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.